Hoa cao trên khắp Việt Nam, từ cao lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu cao già. Cao già đó những người còn ưu tú làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Nam từ cao lỗ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in sâu, ghi danh đời đời cho con cháu cao xa. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, một lòng là con nước Việt Nam. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Thank you.
thôi. Vinh dự cho những liệt anh, những liệt chị đến từ miền quê Kinh Bắc Bắc Ninh được trở về đây để mang những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào sâu lắng để gửi tới toàn thể quý vị. Oh,
Và ngay lúc này đây để mời lên sân khấu, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chào đón nghệ sĩ Hương Tươi được không ạ? Bâng khuâng đứng giữa hai dòng, từ chung ngụy soạn đem lòng cùng ai. Dương cung bắn thử một bài, thác cho rời đất ngắn dài kết đôi. Thank you.
Quý vị thân mến, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu bác Lê Văn Quang, Phó Tiểu Ban Quản lý Di tích thôn Phú Thụy, lên điều hành nội dung khai mạc buổi lễ. Xin mời. Xin kính mời toàn thể các vị quý khách, các cụ công và toàn thể nhân dân, chúng ta đứng lên làm lễ chào cờ. Kính thưa các vị quý khách, kính thưa các vị đại diện dòng họ Cao và hậu duệ của phụ Cao Quát, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, hôm nay Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Tiểu ban Quản lý Di tích và toàn thể nhân dân thôn Phú Thụy long trọng tổ chức kỷ niệm 215 năm ngày sinh danh nhân Cao Quát, một nhân tài xuất chúng của quê hương và của đất nước chúng ta vào thế kỷ thứ 19. Đến dự lễ kỷ niệm hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Chúng ta rất vui mừng được đón tiếp Tiến sĩ Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng Viện Sử học. Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn, Viện Hà Nội. Đây là hai đại biểu đại diện cho Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nhé, rất là vinh dự. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí lãnh đạo địa phương, chủ chốt đến các đồng chí có trách nhiệm với văn hóa xã hội của xã và của thôn chúng ta. Nguyễn Thị Hương, đảng ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Con Nguyễn Văn Kích, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Con Nguyễn Văn Thành, đảng ủy viên, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã tỉnh. Và xin cảm ơn các ông bà đại diện ban giám hiệu các trường mang tên Cao Quát, có các trường: trường phổ thông trung học Cao Quát huyện Quốc Oai, trường phổ thông trung học Cao Quát huyện Gia Lâm, trường phổ thông cơ sở Cao Quát và trường tiểu học Cao Quát huyện Gia Lâm. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có ông và các ông bà đại diện cho lãnh đạo các thôn Chân Tảo, Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản, đại diện ban giám hiệu các trường phổ thông trung học Tô Hiệu, trường trung học sở trường cơ sở Phú Thị, trường tiểu học Phú Thị và trạm y tế xã Phú Thị. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có các ông bà đã có những đóng góp công đức cho khu tưởng niệm danh nhân Cao Quát trong nhiều năm qua, có các cụ trong thôn, các ông các bà trong ban dân hương, ban nhạc, câu lạc bộ thơ Cao Quát cùng đại diện nhân dân của thôn chúng ta đã có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Lực lượng đông đảo nhất là dòng họ Cao hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đã có ban liên lạc dòng họ Cao Hà Nội cùng các đoàn, 6 đoàn. Một là đoàn họ Cao Nghệ An do ông Cao Văn Thành, chủ tịch hội đồng gia tộc Cao Đại Tôn làm trưởng đoàn. Hai là ban liên lạc họ Cao Hà Nội do ông Cao Ngọc Vịnh, phó trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn. Ban liên lạc họ Cao Bắc Ninh do ông Cao Vũ Lâm làm trưởng đoàn. Ban liên lạc họ Cao Bắc Giang do ông Cao Bá Huê làm trưởng đoàn. Ban liên lạc họ Cao ở tỉnh Hưng Yên do ông Cao Văn Minh làm trưởng đoàn. Ban liên lạc họ Cao Hải Phòng do ông Cao Sáu làm trưởng đoàn. Không sao. Thế và đông đủ các cụ, các ông bà
các bác, các anh chị dòng họ Cao. Cho đến nay, theo thông báo của dòng họ Cao cho tôi biết là khoảng trên dưới 120 người đã đến dự. Tiếp theo sau chương trình, hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Huy Đào, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng tiểu ban quản lý di tích thôn Nghị sẽ lên thông qua diễn văn lễ khai mạc. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức lễ hội. Hôm nay là ngày kỷ niệm 215 năm ngày sinh của cụ Cao Bá Quát. Cho tôi gửi tới tất cả các quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 215 năm ngày sinh danh nhân Cao Bá Quát, mùng 9 tháng 9 năm Quý Mão. Thưa quý vị quý khách cùng toàn thể nhân dân, Cao Bá Quát sinh ngày 9 tháng 9 năm 1808 âm lịch, tự là Trung Thần, hiệu Quốc Đường, bút hiệu là Mẫn Hiên, là người làng ta, thôn Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ông là nhân tài xuất chúng của nước ta vào thế kỷ 19. Ngay từ tuổi nhỏ, Cao Bá Quát đã nổi tiếng học giỏi nên được mọi người coi như thần đồng. Lúc còn trẻ, Cao Bá Quát cũng như trăm nghìn sĩ tử khác mong học giỏi đỗ cao để giúp đời, nhưng xã hội đương thời lại lo sợ, kinh hãi trước tài năng và khí phách của ông, không những không dám trọng dụng mà còn vùi dập ông. Nhưng chính những tai họa lại là mầm tầm thơ của ông lên đỉnh cao, mà các nhà nghiên cứu đã đánh giá chỉ với 300-400 bài thơ của ông Cao Tu Thần, nếu ở Trung Quốc đã đưa tác giả đứng ngang hàng với Đỗ Phủ, Tô Đông Pha. Chính nhà vua Từ Đức cũng đã phải khen ngợi: văn như siêu quát vô tiền hán, thi đáo tùng tuy nhất thịnh đường, nghĩa là văn như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát thời tiền hán không có, hơ như Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương thời thịnh đường còn kém. Chỉ tính riêng về văn thơ, ông đã để lại cho hậu thế một kho tàng đồ sộ, và mặc dù bị tiêu hủy, bị thất lạc, nhưng tác phẩm của ông còn được lưu giữ đến ngày nay là 1.353 bài thơ, 21 bài văn xuôi, một số bài ca trù cùng khá nhiều câu đối. Chỉ cần như vậy, Cao Bá Quát đã xứng đáng được người đời ca tụng là thánh thơ. Ông ca ngợi tự do, thương người dân đen, yêu người lao động, ước mơ. Với những ý nghĩa đó, thay mặt cho ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm lần thứ 215 năm ngày sinh danh nhân Cao Bá Quát. Chúc toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, có cuộc sống an lạc và gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn lãnh đạo của xã Phú Thị đến dự, và ngay sau đây sẽ có món quà để tặng khu di tích nghề danh nhân Cao Quát. Và tiếp theo sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Xuân Việt, phó tiểu ban quản lý di tích thôn Thị, sẽ lên báo cáo cũng như là nói chuyện. Kính thưa các vị khách mời quý mến, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các vị đại diện cho chi hội cao của Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Nghệ An, cùng toàn thể các ông bà là hậu duệ của danh nhân Cao Bá Quát. Thưa toàn thể bà con dân làng Sùng, thì thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin muốn trình bày với các quý vị thế này, là trong sử sách để lại cũng như các tài liệu để lại, chúng ta chưa xác định được ngày mất của danh nhân Cao Bá Quát. Hàng năm thì chúng ta thường tổ chức ngày hủy nhật và ngày mất, nhưng mà chúng ta hiện nay chưa xác định được ngày mất của danh nhân Cao Bá Quát, mà chúng ta chỉ biết rằng cái cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương thì thất bại vào tháng 12, và tháng 12 đó thì nằm trọn vẹn trong cái tháng 1 của năm 1808.
cái ngày bất cụ thể thì chúng ta không nắm được. Cũng rất may cho hậu sinh chúng ta là qua hai bài thơ mà các bác để lại, chúng ta đã xác định được ngày sinh của ông là ngày chủ kiểu là ngày 9 tháng 9. Và một bài thơ xác định được năm sinh của ông là năm 1808, năm mất của ông là năm 1855. Thế thì với cái tài liệu để lại thì chúng ta khẳng định được là cụ sinh vào ngày 9 tháng 9 năm Mậu Thìn 1808. Thì thưa với quý vị là đây chính là cái lý do mà hàng năm làng Sủi chúng ta tổ chức tôn vinh cụ vào ngày sinh của cụ. Cụ là người làng Sủi, tức là làng Khoa Bản, Phú Thụy, xã Phú Thụy, huyện Gia Lâm, một vùng đất vượng, đất linh. Và đất vượng, đất linh thì tất nhiên sẽ sinh ra rất là nhiều văn sĩ kiệt xuất. Và quả thực là như vậy, làng Sủi của chúng ta sinh ra rất nhiều các danh nhân. Người đầu tiên phải kể đến đó là Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, Nguyên Phi Ỷ Lan. Sau đó là 10 vị tiến sĩ được khắc bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám cho 10 vị. Đúng ra là 11 vị tiến sĩ, còn một vị nữa là họ Trần, cụ Trần Huy Lương, Trần Huy Nam, là người làng Sủi, sống ở làng Sủi, nhưng khi đi thi thì lại cụ lại lấy ghi tên là danh là ở quê hương của ông cha đang ở lúc đó là dưới Hải Dương. Cho nên văn bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám của Huế thì ghi là cụ Trần Huy đang là không phải người làng Sủi mà là người dưới Hải Dương, nhưng thực ra không là người làng Sủi. Vẫn như vậy làng Sủi là 11 tiến sĩ. Nhưng cái buổi nói chuyện về những cao bao quát thì chúng tôi xin đọc lại một bài thơ nói những cái tâm trạng chán trường của cụ. Bài thơ này thì đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, đó là bài Sa Hình Đoạn Ca. Đoạn ca là bài ca ngắn trên bãi cát dài. Bài thơ rất ngắn như thế này: bãi cát dài, đi một bước như lùi một bước, mặt trời đã lặn chưa dừng được, lữ khách trên đường nước mắt rơi, không học được tiên ông chết ngủ, trèo non lội suối lật khôn nguôi, xưa nay phường danh lợi, tất cả trên đường đời, đầu gió hơi men thơm quán rượu, người say vô số tỉnh bao người. Bãi cát dài ơi, tính sao đây? Đường bằng mờ mịt, đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít, hãy nghe ta hát khúc đường cùng, phía bắc, núi muôn trùng, phía nam, sông nam, sóng dạt dào, anh đứng làm chi trên bãi cát. Đây là cái bài Sa Hình Đoạn Ca mà các vị nghe xong như nghe được tiếng thở dài chán nản của cao bá quát với lúc đó. Kính thưa tất cả các quý vị, cuộc khởi nghĩa Nghi Lương bị thất bại và ông hy sinh năm 46 tuổi. Cái chết và cuộc đời của cao bá quát lúc bây giờ có tiếng vang rất lớn trong nước, nhất là ở miền Bắc. Cái chết của cao bá quát đã để lại niềm thương tiếc cho nhân dân thời bấy giờ và cho đến bây giờ. Cuộc đời của ông là một bài học quý, khi cần thiết biết ném cây bút cầm gương dựng cờ khởi nghĩa. Và cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương thất bại, cao bá quát hy sinh, nhưng ông vẫn sống mãi trong sự nghiệp văn thơ và cho đến bây giờ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe, và có gì khiếm khuyết xin các quý vị sẽ trao đổi và góp ý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe. Tiếp sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Cao Hưng, Phó Ban Liên lạc họ Cao Hà Nội, sẽ đại diện cho tất cả các cụ công và họ Cao hôm nay sẽ phát biểu trên với hội nghị cả. Kính thưa các quý vị đại biểu khách mời, kính thưa hậu duyệt của họ Cao trong toàn quốc, kính thưa nhân dân thôn Phú Thị
và các vị có mặt trong cái lễ kỷ niệm hôm nay. Đầu tiên, thay mặt cho hậu duệ của họ Cao, chúng tôi xin gửi đến các quý vị và nhân dân đến dự ngày hôm nay lời chúc mừng luôn có sức khỏe, dồi dào và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị, chúng tôi và nhân dân, nhân dịp diễn đàn này, chúng tôi cũng nói xin được phép vài phút nói qua về hoạt động của Họ Cao Hà Nội cũng như là các chi nhánh và các đại diện Họ Cao toàn quốc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thì Họ Cao Việt Nam hiện nay trong cái chung của Họ Cao của nhân dân Việt Nam chúng ta đấy, thì chiếm cái quân số cái số lượng chưa đến 1%, tức là tối đa cũng chưa đến được 1 triệu người. Nhưng mà trong 15 năm gần đây, từ ngày mà tướng quân Cao Đỗ Vương được toàn quốc tổ chức một hội thảo long trọng, và sau đó thì cái khu di tích lịch sử của ngài Cao Đỗ Vương ở xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trở thành một cái nơi hội tụ văn hóa không những cho họ Cao toàn quốc mà cho cả nhân dân tỉnh Bắc Ninh và nhân dân cả nước. Ngài Cao Đỗ Vương được thừa nhận là đức tiền đại viễn tổ của họ Cao Việt Nam. Tất cả các chữ đen là Văn, là Bá, là Đình, là Ngọc, vân vân, thì tất cả cũng là một cội nguồn về đây, là họ Cao, là ngài Cao Đỗ Vương, người đã giúp An Dương Vương xây thành cổ loa, giúp An Dương Vương chế tạo nỏ thần và giúp An Dương Vương trong thời kỳ dựng nước đầu tiên của nước Việt Nam. Theo tinh thần đó thì họ Cao toàn quốc đã được thành lập, và gần đây họ Cao Hà Nội mới được thành lập cách đây 1 năm. Nhưng sau 1 năm hoạt động thì họ Cao Hà Nội cũng đã tham gia với họ Cao toàn quốc làm được nhiều việc, trong việc tổ chức lễ hội Cao Đỗ Vương và liên kết phối hợp để tổ chức những các bậc, những vì sao tinh tú của họ Cao cả nước. Trong đó hôm nay có vị tinh tú là ngài Cao Chu Thần của chúng ta, rồi có tổ chức lễ kỷ niệm đại học sĩ Cao Xuân Diệu ở Nghệ An, cũng như là các lễ kỷ niệm ở Diễn Thọ, Nghệ An và ở dưới Hải Phòng trong những năm vừa đây, và vừa rồi trong tháng 7 vừa rồi cũng đã tổ chức thành công cái lễ hội kỷ niệm 142 năm sinh của danh nhi Cao Văn Tân ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Như vậy là với diễn đàn này, chúng tôi cũng mong muốn rằng các hậu duệ họ Cao trong toàn quốc sẽ tăng cường đoàn kết với nhau, giao lưu và để phát huy truyền thống văn hóa rất là đáng tự hào của họ Cao Việt Nam, mà tiền đại viễn tổ là ngài Cao Đỗ Vương và những vị mà được ghi trong lịch sử văn hiến Việt Nam là 4 ngài họ Cao được ghi trong văn bia Quốc Tử Giám Hà Nội, và danh nhân Cao Bá Quát, danh nhân Cao Văn Lầu và những người những ngôi sao sáng khác của họ Cao Việt Nam. Nhớ mãi những lời dạy của danh nhân văn hóa Cao Bá Quát, bài viết nhân dịp 215 năm sinh của Cao Chu Thần, Thanh Quát. Cao Bá Quát 1808-1855, tự là Chu Thần, hiệu là Quốc Đường, tự là Mẫn Hiên, nguyên quán Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Ông Đỗ Cú Nhân năm Tân Mão, niên hiệu Minh Mệnh thứ 12, năm 1831. Từ nhỏ, Cao Bá Quát đã là người rất thông minh, nói năng hoạt bát, nổi tiếng là thần đồng, hễ gặp bút là thành thơ. Lớn lên, ông càng thể hiện là một người có ý chí kiên cường, thích làm việc tốt, giúp ích cho dân lành. Ông rùi mài kinh sử đi thi để mong có được kiến thức giúp ích cho đời, chứ quyết không phải vì vinh thân vì gia.
cuộc đời và văn chương của ông thể hiện là ông là người không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực cường quyền. Sinh thời, mặc dù vua quan nhà Nguyễn không ương gì tính cương trực, phê phán nhà cầm quyền để bính bênh vịt của người dân lương thiện của danh sĩ họ Cao chúng ta, nhưng chính vua Tự Đức cũng phải đã công nhận rằng văn như vô tiền hán, nghĩa là tài văn chương của Nguyễn Văn Chiêu và Cao Cao Quát là chưa từng có ở Trung Quốc thời tiền hán. Sự nghiệp văn chương của Cao Cao Quát rất đồ sộ với 1.352 bài thơ, 21 bài văn và nhiều câu đối đã được in trong các kiếm thuật của mình. Cao Cao Quát thực sự làm vui sao sáng trong bầu trời văn học Việt Nam. Nhiều câu đối của Thanh Quát nói về việc tu thân lập nghiệp để giúp ích cho đời còn sống mãi với thời gian. Trong số các câu đối đó, nổi tiếng nhất là được khắc ở các nơi tôn nghiêm là câu đối sau: kinh thế hữu tài giai bách luyện, độc thư vô tự bất thiên kim. Dịch là: muốn trở thành những người có tài kinh mang tế thế thì đều phải trải qua hàng trăm lần tôi luyện gian khổ, đọc sách hay, sách quý của các bậc thánh hiền để ứng dụng vào cuộc sống, giúp ích cho đời thì chữ nào cũng quý như ngàn vàng. Có thể coi đây như là kim chỉ nam cho những người anh hùng có ý chí làm theo để tu thân, tề gia và trị quốc. Từ xa xưa, ông cha chúng ta đã từng nói: ngọc càng ngày càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Học thầy, học bạn, học trong sách vở, học trong trường đời. Ngày nay, trong thời đại công nghiệp 4.0, chúng ta còn phải học trên mạng nữa. Quan trọng nhất là kiến thức học được phải đem áp dụng vào cuộc sống để phục vụ cho nhân dân, góp phần cho đất nước ngày càng hưng thịnh. Nhớ Cao Cao Quát, chúng ta không thể quên cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương do Lê Duy Cự đứng đầu và Cao Cao Quát là quân sư. Trong thời kỳ Tự Đức cầm quyền đã có hơn 200 cuộc nổi dậy của nhân dân trong cả nước. Cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương là một trong số đó và gắn liền với bài hịch tướng sĩ hùng hồn, kêu gọi khởi nghĩa hùng hồn do Cao Cao Quát đã viết. Bài hịch này đã thể hiện sự tài năng và lòng yêu dân yêu nước rất đồng nàn của ông. Trong thời gian lãnh đạo của khởi nghĩa Mỹ Lương, ông đã cảm tác đôi vần thơ như sau: thập tài luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Dịch là: 10 năm giao du kết bạn với những người đồng chí hướng để mong tìm được kiếm thần. Ngụ ý là kiếm thần của Lê, như là kiếm thần của Lê Lợi đã được rùa vàng ban cho. Cả đời chỉ chịu cúi đầu trước mai hoa. Mai hoa là biểu tượng cao quý dành cho các bậc hiền đạt mà thôi. Nhân cách và khí phách của một nhà cách mạng, một người quân tử đã thể hiện sáng ngời trong hai câu thơ thần này. Mỗi dịp có nghiệp, có dịp tri ân danh nhân Cao Cao Quát, hậu duệ họ Cao chúng ta không chỉ nhớ tài năng văn chương tác tuyệt của ông, mà trên hết chúng ta phải nhớ đến tấm lòng thương dân yêu nước, đến khí phách của một nhà cách mạng đã hy sinh cả đời mình vì hạnh phúc muôn dân trăm họ. Noi gương tiền nhân, hậu duệ họ Cao chúng ta hãy luôn nhớ những lời dạy quý hơn ngàn vàng của Cao Chu Thần Thánh Quát để tu thân lập nghiệp, trở thành người có đủ tài đức giúp ích cho đời. Để kết thúc, chúng tôi xin một lần nữa chúc sức khỏe tất cả các quý vị và nhân dân có mặt ở trong buổi lễ này. Và sau đây xin được mời đại diện của ban tổ chức lễ kỷ niệm hôm nay lên nhận tác phẩm của họ Cao Hà Nội, là họ Cao Hà Nội kính lễ kỷ niệm 215 năm sinh danh nhân văn hóa Cao Cao Quát, gồm có
60 triệu tiền mặt và 10 triệu là tiền riêng sẽ là đóng góp cho cái ngày lễ hôm nay. Trước hết là xin thay mặt ban liên lạc Hòa Cao Hà Nội xin kính tặng và kính nhân lên ngày lễ này. Tiếp sau đây là đến phần mấy bài thơ. Trước hết xin mời ông Nguyễn Sư. Kính thưa anh linh cao chủ thần, thưa các vị hương thân phủ lão, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân làng Sủi có mặt hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt hội viên câu lạc bộ thơ Cao Bác Bắc xin được chào trân trọng và thân ái. Thật vinh dự cho tôi được đứng dưới tượng của người đọc thơ ca ngợi tấm gương hùng anh, một tài thơ xuất chúng đã được người đời phong thánh. Hôm nay xin kính dâng lên tiếng lòng của mình ngợi ca trí tuệ, tài năng và khí phách của một người bằng bài thơ với nhan đề Chu Thần Cao Bá Quát. Ngang trời một vật sao băng, hơn 200 năm để rồi tỏa sáng. Hồ Thiên Mã dù mai đây có cạn, núi Trường Sơn mưa gió dấu mòn, nhưng tên tuổi ông vẫn làm rạng rỡ một hương thôn. Làng Khoa Bảng thần kỳ, đất địa linh sinh biết bao cử nhân tiến sĩ. Chuyện về Chu Thần đời đời truyền giữ, sắc bút túi thơ lay động tuyệt vời, giữa thiên nhiên vời vợi một con người đốt cháy tâm can khô báo về mực. 10 năm tầm kiếm báu trốn kinh thư, trằn trọc bao đêm nát ruột bao khi, thương thân phụ vợ con mỏi, chí đã quyết đãi từng biển cát dâng cho đời lấp lánh những châu sa. Cả một đời chỉ cúi trước mai hoa, sao phải dụng bên thềm trắng qua hoảng hốt. Mấy bộ chữ từ cho mình còn chưa biết, chẳng năng nung ngạo mế chiếc bạc quyền, nét bút hoa lên phượng múa cỏ dên, há chẳng thèm khi muôn trùng lôi vũ. Trốn cố đô mòn chân lều chữ, thân lưu đầy chí khí há lương ngay. Ôi làng ta sẽ có ngày như thế, một tổ hợp công trình khắc dấu ấn thời gian, bề thế khang trang, quy mô hiện đại, thỏa nguyện tấm lòng của hậu thế tôn vinh. Ngưỡng vọng một tâm hồn chí khí hùng anh, không quản gian nan trước môn trùng lôi vũ, ngoạc bút chiếu nỗi đau nhân thế. Cuộc đời mang nặng với càn khôn, chữ nghĩa văn chương mấy bồ chứa chất, đúc hun kẻ sĩ Bắc Hà, rằng giặc thời gian cùng khổ, lớn đau lều trắng đa đoan, biển cát đã đằng gió lốc, bóng mai kia ngùn ngụt tinh khôi, vén mây chưa sáng bầu trời, mang kiếm báu rạch ròi tráng sĩ, giấc Nam Kha ếm vào cầu bi lụy, hồn quê hương giữ trong ống tre ngàn, mạch đất ruột già hóa thành khẩu khí, ngập đắng vành môi thương kẻ nhọc nhằn, đĩa dầu cạn bao đêm mở băng kho trí thức, hát vang lời ca đa từng phú hôm nào, núi Trường Sơn thấp thoáng tỏ mờ, đến cây gạo không còn nhưng hồ ngựa trời còn đó, lòng dân mãi nhớ quê hương mãi thờ, ngàn đời còn kể chuyện một thánh thơ. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, xin cảm ơn. Xin kính mời cụ Nguyễn Lê Thuân, nguyên là ủy viên tiểu ban quản lý di tích thôn và cũng là thành viên trong câu lạc bộ thơ Cao Quát, và người có rất nhiều tài lẻ, trong đó có cái tài lẻ làm thơ. Thì hôm nay cụ đã, năm nay cụ đã 96 rồi nhưng mà vẫn cứ không cần kính đọc, thế là còn nhớ đấy cơ. Mời cụ sẽ làm thơ. Kính thưa các vị đại biểu, tôi xin có đôi lời cảm xúc và bài thơ sau.
tôi nhiệt liệt hoan nghênh ban quản lý di tích cùng nhân dân và cán bộ thôn tổ chức cuộc đại lễ này. Đây là lần thứ ba quê hương ta tổ chức đại lễ kỷ niệm danh nhân Cao Bá Quát, người con của quê hương Sủi, vị thánh thơ duy nhất của nước Việt Nam. Lần đầu tiên năm 2005 kỷ niệm 150 năm Cao Bá Quát qua đời, Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Hiến Thịnh đã về dự đây, đã nói thế này, đã đánh giá đứng về văn Cao Bá Quát đứng thứ ba sau Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, đứng về tay bút và tay gương thì Nguyễn Trãi đứng thứ Cao Bá Quát đứng thứ hai sau Nguyễn Trãi, đứng về khí phách thì Cao Bá Quát là số một. Lần thứ hai chúng ta tổ chức tháng 3 năm 2011, chúng ta tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm Cao Bá Quát. Đấy, cái lần đầu tiên năm kỷ niệm 150 năm đã tại đây thì được kết quả là đã được xây dựng nhà tưởng niệm này. Và đến 2011 là chúng ta khánh thành nhà tưởng niệm này. Lần này chúng ta hy vọng và tin rằng việc tích cực giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử truyền thống, chăm học chăm làm, yêu nước thương dân, làm quan liêm khiết và nhân từ của tổ tiên làng Sủi và nói chung và của Cao Bá Quát nói riêng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp hơn nữa, góp phần tích cực vào việc xây dựng đất quê hương của đất nước hiện nay. Cuộc buổi đại lễ này còn mang một ý nghĩa lớn nữa là lòng biết ơn của dân làng Sủi đối với Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến thôn xã, nhất là đối với Đảng và chính quyền huyện Gia Lâm năm 2011 đã trích ngân sách nhà nước cho 15 tỷ để xây dựng nhà tưởng niệm này. Tôi xin có mấy vần thơ đường lật sau đây về Cao Bá Quát. Phú Thị quê tôi có một ông văn thơ bậc thánh trốn ngai đồng, thương người lao khổ dương cờ nghĩa, ghét bọn tham quan đuổi rét đông, tài tử đa cùng đâu nản chí, đức tâm kiên định vững như trùng, chỉ mong dân nước đời no ấm hạnh phúc chan hòa khắp núi sông. Nhớ Cao Bá Quát một tài hiền, đường phố thủ đô đã khắc tên, dâng cờ xuất khẩu thành thơ dân vẫn nhớ, dâng cờ khởi nghĩa nước không quên, hiếu trung thương xót người lao khổ, liêm chính sợ chi bọn bá quyền, chỉ tiếc anh hùng không gặp hội, tinh thần phản kháng mãi lâu bền. Thánh thi đất Việt 102, tự đức bạo tàn dáng vả tai, tâm muốn xóa đi bao kiếp khổ, chí mong cứu vớt các nhân tài, cuộc đời ước vọng thời nghiêu phấn, nhân cách mong bằng đấng ước trai, tài tử đa cùng đâu nản chí, chính tranh tài tử đa cùng đời vẫn thế, tài tử đa cùng đời vẫn thế, chính tranh Bá Quát ấy bông mai, văng vẳng bên tai tiếng khóc than, thương thay Bá Quát sớm lên ngàn, thần siêu cất giọng buồn man mác,
Nam Bắc tiếp lời lệ chứa trăng, khí phách hào hùng còn sáng chói, văn chương tuyệt tác chẳng hòa tan. Thi tài lỗi lạc xưa nay hiếm, gương mẫu ngàn đời chẳng thể han. Xin cảm ơn các vị. Kính thưa toàn thể các vị quý khách, các cụ, các ông, bà cùng toàn thể nhân dân. Như vậy trong một thời gian cũng không dài, trong một buổi sáng thì tất cả các cái nội dung trong cái lễ kỷ niệm mà 215 năm ngày sinh nhân dân cao quốc chúng ta đã được diễn ra rất tốt đẹp. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Viết Đào, Bí thư bộ, trưởng thôn, trưởng tiểu ban, quản lý diện tích sẽ có lời đáp từ. Thay mặt cho ban tổ chức lễ kỷ niệm 215 năm ngày sinh danh nhân cao quá hôm nay, tôi xin trân trọng cảm ơn các ông đã có những ý kiến quý báu hết sức có ý nghĩa và giá trị tạo dựng cho buổi lễ kỷ niệm hôm nay thành công tốt đẹp. Cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị đã về dự lễ kỷ niệm cùng sự quan tâm về mọi mặt. Đặc biệt là ban liên lạc dòng họ Cao đã về dự đông đủ và công đức cho chúng tôi 60 triệu đồng và rượu uống trong bữa giao lưu. Tất cả các sự quan tâm và đóng góp trên đã dành cho chúng tôi và cho buổi lễ của chúng tôi thành công tốt đẹp. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Xin trân trọng cảm ơn.